Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em sẽ cập nhật cho anh chị mình thông tin tiếp theo về cái dự án là IC. Họ có một cái bản update lên cho chúng ta đọc để tham khảo anh chị ha. Rồi, đầu tiên á, cô chú anh chị mình có thể vào cho em cái share play, mình gõ cho em chữ IC nha. Nếu mà có cập nhật, cô chú anh chị vui lòng cập nhật giúp em ha. Rồi, bây giờ chúng ta vào ít nè anh chị. Chúng ta vào cái biểu tượng tìm kiếm, anh chị gõ cho em cái chữ là IC nha anh chị. Anh chị vào cho em cái kênh mà nó có cái tích vàng bên phải đó. Đây, cách đây 20 giờ họ có một cái thông báo này: chúng tôi vui mừng thông báo về việc ra mắt chương trình khởi nghiệp IC. Tìm hiểu thêm bằng cách đọc tin tức hôm nay trên ứng dụng IC hoặc trên blog của chúng tôi. Anh chị ha, trước đó thì chúng ta xem một cái thông tin nè: hợp đồng IC đã kiểm toán hoàn tất, việc phân phối sẽ sớm bắt đầu. Cái điểm kiểm toán của IC này nó 90 phẩy mấy đó nha anh chị, khá là cao nha. Rồi, thời gian tới chúng ta sẽ nhận được cái đồng IC, nếu như cái đồng IC đó chúng ta chưa khóa nha. Bây giờ anh chị vào ngay cho em cái app nha, em xin phép đọc một số thông tin để chúng ta nắm anh chị. Anh chị vào cái biểu tượng bốc đèn anh chị ha, phía dưới bên phải nè. Ở đây chúng ta sẽ thấy tiết lộ IC chương trình khởi nghiệp, mình nhấp vào đó giùm em ha. Tiết lộ IC chương trình khởi nghiệp, em xin phép đọc nhanh. Cái này là anh chị nào mà lúc trước chúng ta thiết lập khóa full 5 năm á, bây giờ là cái lợi thế của chúng ta. Chúng ta không được sử dụng IC giống như người ta không có khóa, nhưng cái quan trọng là chúng ta sẽ được tham gia nhiều cái chương trình AirDrop hoặc là tham gia nhiều cái tính năng hơn, tại vì chúng ta xây dựng cộng đồng. Còn những anh chị nào mà chúng ta khóa ít, chúng ta vẫn được nhận nhưng mà chúng ta sẽ không được nhận nhiều, lý do chúng ta không thiết lập khóa nhiều như người ta, kiểu vậy anh chị ha. Nhưng mà ngược lại anh chị nào chưa khóa ít thì chúng ta có IC mở để chúng ta bán, chúng ta sử dụng hàng tháng luôn, thì cái nào cũng có cái mặt tốt và cái mặt hạn chế của nó. Em xin phép đọc nguyên văn một số cái mục cho chúng ta nắm nha. Chúng tôi rất vui mừng thông báo một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi, sự ra mắt của IC chương trình khởi nghiệp. Khi chúng tôi bước vào chương mới này, chúng tôi mời bạn bắt tay vào một cuộc phiêu lưu thú vị với chúng tôi, nơi sự đổi mới phát triển mạnh và phần tử rất nhiều. Mở cửa cho sự đổi mới nè. Con đường dẫn đến việc truy cập anh chị, chúng ta vào đây chúng ta đọc cụ thể hơn nha. Em chỉ đọc một số cái thông tin chính anh chị. Đây, một trong những lợi ích nổi bật của IC chương trình khởi nghiệp là quyền truy cập sớm. IC chủ sở hữu sẽ có cơ hội độc quyền để đi sâu vào các dự án sáng tạo này trước khi chúng tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Đó là tấm vé hàng ghế đầu của bạn để chứng kiến và tham gia vào những ý tưởng đột phá khi chúng mở ra. Lúc trước em cũng nói anh chị rồi, chúng ta cố gắng chúng ta khai thác ICD nhiều hay ít cũng là của anh chị. Sau này chúng ta có nó để chúng ta làm ra. Nếu như chúng ta có ít á, chúng ta cũng có để chúng ta làm ra, chúng ta tham gia nhiều cái dự án trên đây, AirDrop, Swap hay là Plum hay là chúng ta mua NFT gì đó. Và chúng ta sẽ còn ăn rất là nhiều sau này, tại vì một cái hệ sinh thái blockchain layer 1 nó ra đời, nó sẽ thu hút những cái dự án như là hackathon nè, những cuộc thi nè, những cái deal, những cái đội nhóm nào muốn xây dựng trên của họ, nhất là họ sẽ có nhiều cái ưu đãi để thu hút cái đội đeo đó vào để xây dựng. Cái thứ hai nữa, họ sẽ chi cái gì, họ chi về cái tài chính tiền đó chị nha. Nên là chúng ta sẽ còn ăn rất là dài và nó sẽ có cho AirDrop. Ví dụ em là cái mạng làm bên cái mảng ví hay là em bên cái mảng game, em chạy trên cái mạng IC này, bắt buộc á IC này nó cũng sẽ hỗ trợ cho em để nó vừa phát triển cái dự án của nó, và em cũng tức là đôi bên cùng có lợi, và có thể là nó sẽ đưa em lên trên cái app này luôn để tham gia AirDrop, giống như chúng ta đang khai thác cái đồng OAX trên cái sàn là Satoshi. Em nói nhầm, trên cái app Satoshi, kiểu vậy đó anh chị nha. Nên là chúng ta sẽ còn ăn nhiều, và đặc biệt đây là cái dự án mới, hệ sinh thái mới, nó còn xây dựng rất là nhiều, ít nhất nó cũng phải có một cái sàn nè, hoặc là cái ví, hoặc là meme coin của nó, nói chung nó sẽ có hết anh chị. Sức mạnh của việc nắm giữ IC, em xin phép đọc thêm ha.
Tại IC, chúng tôi tin tưởng vào việc khen thưởng lòng trung thành và cam kết. Đó là lý do tại sao càng nhiều IC bạn nắm giữ, bạn càng mã hóa được nhiều lợi ích. Giữ IC không chỉ là về đầu tư, đó là việc tích cực tham gia vào sự phát triển của hệ sinh thái của chúng tôi. Của bạn, IC nắm giữ trở thành chìa khóa của bạn cho một loạt các cơ hội và đặc quyền, độc quyền. Aerobe thêm IC nhiều phần thưởng hơn. Chúng tôi đang tăng sự phấn khích lên một tầm cao mới. Tất cả các dự án tham gia chương trình khởi nghiệp của chúng tôi sẽ tiến hành Aerobe dành riêng cho IC chủ sở hữu. Anh chị nắm rõ đó ha. Tức là chúng ta có sở hữu IC là chúng ta có thể tham gia Aerobe. Nguyên tắc rất đơn giản, càng nhiều IC bạn nắm giữ, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng. Đó, hồi nãy em có nói rồi đó ha. Đó là một cách hữu hình để chúng tôi nói lời cảm ơn vì sự hỗ trợ và tin tưởng liên tục của bạn trong hành trình của chúng tôi. Thì em biết á, sau này chúng ta phá full 5 năm đi, nhưng mà sau này cái phần lãi suất của chúng ta nhận hàng ngày hay này kia đó, chúng ta vẫn được rút nha anh chị. Thì em biết cái thông tin này không có chuẩn, nhưng mà kiểu như chúng ta khóa 5 năm rồi, nhưng mà khi mà cái dự án này manage xong á, có thể cái phần lãi hay gì đó chúng ta cũng có thể được nhận hàng ngày theo cái tỷ lệ bao nhiêu trong cái tổng số chúng ta đặt cược. Ví dụ như em nói thêm một chút, ví dụ như chúng ta đang có, em lấy ví dụ một, chúng ta được 1 triệu đi ha. Em lấy ví dụ chúng ta sẽ mở một ngày được 1%. Ví dụ em lấy ví dụ thì chúng ta, anh chị ha, đó, hoặc là chúng ta sẽ được mở là 0.5%. Ví dụ em lấy ví dụ, không phải 5, đó là ví dụ, em lấy ví dụ ha, đó, chứ không phải là không được mở đâu. Còn cái đó thì chúng ta chờ xem sao ha, rất có thể là khả năng cao giống như em, giống em nói vậy. Viễn cảnh dài hạn nè, khi chúng tôi bắt tay vào cuộc hành trình này cùng nhau, chúng tôi khuyến khích bạn suy nghĩ lâu dài. Giữ IC tiền xu không chỉ cho phép bạn truy cập ngay vào các dự án giai đoạn đầu và Aerobe, mà còn định vị bạn trong một tương lai tươi sáng hơn. Giá trị của IC Holding mở rộng ra ngoài hiện tại, mang lại tiềm năng tăng trưởng và bền vững trong lĩnh vực blockchain. Tôi tham gia cùng chúng tôi trong việc định hình tương lai. Nó còn rất nhiều cái mục ở đây anh chị nghe. Đó, thì em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị trong thời gian tới. Đó, chúng ta cố gắng. Ai chưa KYC thì KYC bước 1, bước 2 xong. Ai chưa thiết lập khóa thì chúng ta cân nhắc coi thiết lập khóa thế nào là ổn so với của anh chị. Rồi ai mà tạm ngừng ở, chúng ta quay lại chúng ta khai thác đi. Cố gắng lên anh chị. Hiện tại cái tốc độ đào cơ bản chỉ có 2 IC trên giờ à. Và thời gian tới này chúng ta sẽ còn 1 IC trên giờ. Tốc độ cơ bản nó rất là sâu, giảm rất là sâu ha. Rồi, thông tin liên quan về IC chúng ta xem hết dưới phần mô tả giùm em nha anh chị. Em cũng đã làm rất nhiều video rồi. Tiếp theo em muốn chia sẻ cho chúng ta là cái vẫn là cái bên cái đồng OX, cái kèo sàn OpenX của cái dự án Co. Hiện tại đang cho Aerobe trên cái app Satoshi, cái app mà ngày xưa chúng ta tham gia, chúng ta làm Co đó. Ở đây chúng ta thấy này, chúng ta vào cái mục dự án giùm em ha, phía dưới bên phải nè, phía dưới bên trái nè. Ở đây chị thấy nè, hiện tại là cái tốc độ của Aerobe, cái đồng OEX này nó đã đạt được là 74.83%. Thời gian kết thúc dự kiến là vào 15 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2024. Chúng ta còn khoảng là bây giờ tháng 1, tháng 2, tháng 3, khoảng còn hơn 3 tháng nữa. Chúng ta còn khoảng hơn 3 tháng nữa anh chị. Nên là chúng ta cố gắng kiên trì ha. Đây là cái kèo sàn nè anh chị. Nó đang cho Aerobe trên cái app Satoshi, và thời gian tới này sau khi cái kèo này xong, em nghĩ sẽ còn một số cái kèo khác nó sẽ treo cho Aerobe trên đây. Anh chị ha, chúng ta cố gắng kiên trì mọi người. Rồi anh chị nào chưa tham gia cái app Satoshi này, hoặc là chúng ta tham gia rồi chúng ta bỏ đó, chúng ta nên quay lại chúng ta làm đi, chúng ta làm để có anh chị. Rồi, upgrade đang đến rồi, mọi người cố gắng nha. Kèo nào được cứ tham gia đi, chúng ta có những cái bất ngờ trong cái mùa upgrade lắm. Và cái video hướng dẫn đăng ký cái sàn cái app Satoshi này em để dưới phần mô tả nha. Mỗi người chỉ được một nick anh chị nha. Tại vì khi chúng ta đăng ký, chúng ta phải quét cái gương mặt của chúng ta đó, rồi chúng ta làm. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người. Anh chị cố gắng nha. Có gì không rõ thì mọi người bình luận phía dưới phần mô tả nha anh chị.